Xin chào 500 anh em, không khí tình yêu đã quay trở lại rồi. Ở tập phim trước, Pai đã dùng khổ nhục kế xin được in tư của Sở Kai. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Pai lại có hứng thú với Sở Kai như vậy? Cùng mình lót dép hóng các tình tiết mới của cặp đôi gió trời này nhé. Thế thì lại phải quay về vụ hai đứa lèn vào trường đua xe đầu phim. Lần đó không chỉ Jin gặp rắc rối mà Sở Kai cũng bị gọi tên. May cho nhóc con là Pai đứng ra bảo kê nên mới thoát ải. Chuyện sau đấy thì ai cũng biết bé Sở Kai trả ơn như nào rồi nên mình không kể đâu nhé. Hết một đêm cháy thật cháy hành Pai ra bã. Sở Kai chảnh đóc mặc đồ rời đi không thèm để lại cả cái tên cho anh Pai biết. Sau chuyện đó thì ai về làm việc đấy, Sở Kai quay về cuộc sống thường ngày. Pai tiếp tục làm tổng tài bá đạo nhưng không khi nào là không nhớ về đêm định mệnh. Cứ thế 3 tháng trôi qua, mấy ngày hôm nay câu lạc bộ của Sở Kai đang bù đầu tóc rối cho sản phẩm tiếp theo, có một vài mâu thuẫn nên Som và Xích cãi nhau hơi căng. Chỉ khổ thân mỗi Pai, trong đầu toàn là hình ảnh của Sở Kai, làm gì cũng nghĩ về cậu nhóc, thế là Pai chơi lớn hạ quyết tâm theo đuổi. Khó khăn lắm mới xin được số gọi tán tỉnh, ai mà ngờ lại bị Sở Kai chửi cho như con ghẻ. Mặc dù bị mắng là thằng khốn nhưng Pai vẫn cười rách mang tai, thậm chí còn thấy cơ rút của mình đáng yêu, còn có thêm động lực độ body. Ngày nào Sở Kai cũng nhận được tin nhắn thả thính nhưng không biết là số của ai. Trùng hợp tối đó họp câu lạc bộ xong chuẩn bị về, thì bằng một thế lực nào đó Pai xuất hiện ở trường. Sở Kai tránh như tránh tà, mà lại được thằng bạn Jin đáng đồng tiền kéo lại giới thiệu làm quen đồ ở các thứ. Pai chỉ nhắc nhẹ đêm định mệnh một câu, Sở Kai đã ngoan ngoãn để anh đưa về, được voi đòi hai bà trưng. Pai đẹp trai đính kèm trai mặt bám theo thằng nhỏ dai như con nợ. Sở Kai khó khăn lắm mới dứt được cái đuôi lên đến phòng, mồm thì kêu ghét nhưng mắt vẫn lén nhìn cửa sổ xem người ta đã về hay chưa. Vì cái tội dám bán thông tin của bạn đầu quân cho giặc, nên Jin bị Sở Kai cho ăn bơ, lại còn được khuyến mại thêm một núi việc, không làm xong hết thì Sở Kai không hết giận. Đã bù đầu thì chớ về đến nhà Sở Kai, còn nhận được nguyên bó hoa hướng dương to ủỉnh đến từ vị trí Pai, gọi điện kêu trả hàng thì còn được nghe cả cân thính ngọt sâu tận gốc chân răng, tuy hơi xến nhưng mà Sở Kai thích. Từ ngày va phải con đi tình yêu, Pai chăm chỉ nghỉ việc đi tán tình yêu nhỏ hẳn ra, mới sáng sớm đã có mặt dưới nhà Sở Kai lôi kéo gạ gẫm cậu đi ăn cùng mình. Anh cứ áp dụng chiêu mặt dày số hưởng, mồm thì liên tục rót mật, mắt đá liên tục, chân tay hoạt động hết công suất. Thấy Sở Kai không thèm nói chuyện cùng, Pai cũng đâu có chịu thua, một mình tự độc thoại nổ hết thông tin cá nhân từ đi giày size bao nhiêu, quần size mấy, nhóm máu ngày sinh, tất tần tật mọi thứ về mình. Hết Pai thì lại đến lượt Jin, không biết ăn trúng mùa mê thuốc lú gì mà luôn miệng nói tốt về Pai, khen anh vượt lên 9 tầng mây xanh làm Sở Kai, nổi đóa lên sù lông mặt quạo Jin mới chịu dừng lại. Ngày nào cũng như ngày nào, đều ăn thính của Pai làm Sở Kai bị thao túng tâm lý, khuya tỉnh dậy đọc được tin nhắn của anh mà tự cười như con dở. Nhưng ngẫm cho kỹ, Sở Kai vẫn chưa hết ám ảnh tên người yêu cũ, với lại cậu đã quyết định theo chủ nghĩa độc thân nên thẳng tay chặn số Pai luôn. Người tính không bằng máy tính, Sở Kai càng tránh Pai càng sấn vào. Sắp tới anh phải đi công tác một tuần nên hôm nay tranh thủ tới ngắm Sở Kai, một lát luôn tiện mua đồ ăn sáng cho cậu rồi mới ra sân bay. Một tuần của Sở Kai trôi qua không hề yên bình, vừa lo việc học, vừa lo bên câu lạc bộ lại còn phải đọc tin nhắn cả một loạt dài như sớ của Pai. Đêm nào Sở Kai cũng gặp ác mộng nằm dãy đành đạch vì bị ám ảnh mỗi khi có ai tán mình. Cũng vì điều đó nên cậu mới quyết tâm độc thân, không muốn yêu thêm ai cả. Sắp tới có sự kiện trong câu lạc bộ nên mấy ngày Pai và đám bạn đều thức đêm chuẩn bị, trông Sở Kai phờ phạc hẳn đi. Sáng hôm đó cậu bị ốm nhưng vẫn cố lên lớp, xong cái bất tỉnh nhân sự phải vào viện gấp. Pai vừa mới đi công tác về biết tin vội chạy tới tận nhà thăm vì Sở Kai không chịu nằm viện. Jin có chút việc gấp mà bố mẹ Sở Kai không ở đây nên giao cho Pai toàn quyền chăm sóc bệnh nhân với điều kiện không được làm gì thằng bạn mình. Bình thường trông Sở Kai lạnh lùng thế thôi chứ ốm và yếu đuối lắm. Trong cơn mê man túm được tay Pai là giữ chặt không bỏ năn nỉ anh ở lại. Thời tới cản không kịp, Pai nhảy luôn lên giường ôm cờ rút vào lòng, enjoy cái moment được ngắm Sở Kai với khoảng cách siêu gần. Tuy có hơi tự nhiên như rủi mượn đồ Sở Kai mặc nhưng Pai cũng hiểu chuyện dọn dẹp nhà cửa giặt rũ quần áo bẩn giúp bệnh nhân. Sở Kai ngủ mê man, gặp ác mộng gì đó, kêu gào khóc lóc thảm thiết dọa Pai một vố không biết phải làm sao. Cậu mê man hết một đêm mới tỉnh, tự dưng nhớ lại chuyện đêm qua ôm chặt lấy Pai ngủ Sở Kai, chỉ muốn đội quần lên đầu. Pai nói với cậu Jin đã xin nghỉ học giúp, cũng như việc ở câu lạc bộ đã có người lo vậy nên Sở Kai chỉ cần nằm yên trên giường và nghỉ ngơi thôi. Cậu ấm nhà ta lần đầu tiên chăm người khác, nên phải cầu cứu chị mẹ anh bố cách chăm sóc người ốm. Nhưng Pai vẫn không quên giải quyết việc ở công ty từ xa. Có những lúc mệt quá mà ngủ quên mất nhưng tay anh vẫn nắm chặt dỗ dành Sở Kai. Chuyến này của Pai gặt hái được khá là nhiều thứ. Vừa được ở cái nhà cờ rút vừa được Sở Kai mở lòng một chút. Lại còn được cậu nhóc hôn má chào tạm biệt. Học ăn học nói học đâu thói hôn xong ôm mặt ngại ngùng. Tối hôm đó Pai đi sự kiện cùng Pai Yêu. Nhưng trời mưa nên sự kiện bị hủy nên Pai Yêu định đi tham gia lễ hội với đàn em trong khoa. Pai nghe thấy cũng thú vị nên đi ké. Trong lúc đó Jin ở đội hậu cần bận bù đầu tóc rối, Sở Kai cũng ham hố qua giúp, nhưng vì mới ốm dậy nên không ai để cậu làm gì cả.
Pai tới nơi đã thấy Sở Kai lại lên cơn sốt ngủ quên mất. Cậu nhờ Pai đừng nói ra vì sợ làm phiền mọi người đang bận cho lễ hội. Sự kiện còn kéo dài khá lâu nên Pai lấy thuốc cho thằng nhỏ uống. Anh còn tình nguyện cho Sở Kai mượn bờ vai siêu êm cơ ngọt thịt của mình, nhẹ nhàng hôn lên trán nhìn thôi là ghiền. Đánh một giấc dậy thấy mình đã khỏe hơn nên Sở Kai nhập hội cùng mọi người tham gia lễ hội buộc dây. Lúc kết thúc đứng chào mọi người, có một vài cô em đã tới cảm ơn Sở Kai vì nghe nói cậu chuẩn bị vất vả quá đến mức đổ bệnh. Nhìn Sở Kai cười tươi roi rói tỏa nắng 40 độ khiến con tim Pai suýt còn nhảy ra ngoài. Xong hết việc, anh đưa Sở Kai về nhà nghỉ. Nhìn thằng nhỏ nằm ngủ hớ hênh lại một lần nữa làm Pai mất kiểm soát. Họa mi cứ dãy đành đạch giật đùng đùng, mà nhớ lại lời hứa nên không dám làm gì cả. Tự dưng Sở Kai mở mắt làm thanh niên rối quá phải chạy vào phòng vệ sinh trấn an tinh thần. Chờ đến chiều, đôi bạn trẻ ra ngoài hẹn hò gia tăng tình cảm. Sau bao nhiêu ngày dính nhau như Sam, Sở Kai đã mở lòng hơn với Pai, không còn tiết kiệm lời hay là đuổi anh đi nữa, cũng ngoan ngoãn ngồi nghe Pai kể về mình, còn lén cười thầm trông cưng dễ sợ. Đáng yêu cũng có mà khó xử, cũng có vì mọi người đang đồn tình yêu bọ xít của hai đứa khắp ký túc. Thật ra thì có mỗi Sở Kai ngại, còn Pai thì thích lắm, càng đồn anh lại càng phái. Vừa về đến nhà, Sở Kai đã ngồi vào bàn học làm con ong chăm, chỉ còn Pai tự động xách ghế lại ngồi gần, lâu lâu chọc một cái, hít hà mùi người yêu tương lai. Bị Sở Kai đuổi khéo, anh mới đứng dậy đi thay đồ rồi quay lại phá tiếp. Pai cứ liên tục thả thính thế này thì làm sao Sở Kai, nhà chúng ta không đổ cho được. Trong lúc chờ nhóc con học bài, Pai đã đi mua đồ ăn đợi Sở Kai làm xong rồi cùng hốc, vừa ăn vừa nghe Pai kể về hai đứa em của anh. Mấy ngày hôm nay Pai cóc thèm về nhà mà đóng quân ở đây, Sở Kai cho nằm sàn anh cũng không ho hè lấy một lời, ngược lại còn rất chi là hưởng thụ. Liệu rằng Sở Kai có cho Pai một cơ hội để chăm sóc mình không thời hạn, hãy cùng chờ đón ở tập phim sau nhé. Còn bây giờ thì đừng quên tặng mình một like, đá vào nút đăng ký, cũng như quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hay ho hơn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và bye bye.